Chào con, những mặt trời bé nhỏ của ba. Làm cha, vai trò đặc biệt này khiến ba thực sự thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều. Ngoài những niềm vui bên các con, ba còn có sự lo lắng và những khó khăn khi đi trên hành trình này. Tuy các con chỉ mới 3 tuổi thôi, nhưng các con chính là nguồn sáng của ba, và ba muốn làm tất cả để bảo vệ ánh sáng này. Các con sinh ra vào thời điểm thế giới biến đổi nhanh chóng hơn bao giờ hết. Xu hướng toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, những tiến bộ vượt bậc về công nghệ sẽ tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt trong tương lai, mang đến những biến chuyển sâu rộng ở mọi khía cạnh khác nhau của cuộc sống mà chúng ta không thể đoán trước được. Và từ đó, chúng ta sẽ chứng kiến sự biến mất của nhiều ngành nghề, cũng như sự ra đời của những ngành nghề mới mà chúng ta chưa từng biết đến. Do đó, các con cần sự chuẩn bị thật tốt để đối diện với những thay đổi đó. Vậy, con sẽ phải làm sao đây? Và ba phải làm sao đây? Các con sinh ra trên đời với rất nhiều tiềm năng sẵn có. Ba mong mình có thể giữ gìn trọn vẹn cho các con. Và hơn tất cả, các con cần được tiếp cận những sự thay đổi tiến bộ của thế giới, nhưng vẫn hiểu về giữ gìn được bản sắc và nguồn gốc của chính mình. Ba tin rằng đây là điều tốt nhất ba muốn làm cho các con. Ba sẽ làm được điều đó. Trên hành trình học hỏi và kết nối với thế giới rộng lớn, ba đã may mắn gặp gỡ và tìm thấy phương pháp giáo dục Reggio Emilia tại Ý. Ba đã hiểu ra rằng mọi đứa trẻ khi sinh ra đã sở hữu 100 ngôn ngữ để phát triển theo cách riêng của mình. Các con có thể viết, vẽ, hát, nhảy múa hay hàng trăm các khác nhau để chia sẻ cảm xúc và thể hiện bản thân mình. Ba cũng hiểu rằng khi đặt con là trung tâm của mọi quyết định và sự sáng tạo của riêng con luôn được tôn trọng, bất kể hoàn cảnh gia đình, tài năng hay khả năng học tập của các con, thì khi đó con sẽ được phát triển thành phiên bản tốt nhất của chính bản thân con. Và đây thật sự là những gì ba mong ước dành cho các con. Và bằng mọi nỗ lực của mình, ba mong muốn mang triết lý giáo dục Reggio Emilia đến Việt Nam, hòa cùng với bản sắc văn hóa Việt. Ba và tất cả mọi người chỉ muốn con trở thành phiên bản đẹp nhất, hay nhất và thật nhất của con. Và như vậy, ba tin con sẽ tìm được hạnh phúc của con. Từng đứa trẻ Việt Nam đều là một mặt trời tỏa sáng. Từng đứa trẻ Việt Nam đều là niềm hy vọng của chúng ta. Hai con là niềm hy vọng của ba. Ba đi gọi.